Lôi bàn tay ra xem điểm này, biết ngay số phận giàu sang hay nghèo hèn mà không cần đi xem bói. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ông bà ta thường nói rằng bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người, sỏi đá cũng thành cơm. Đôi bàn tay chính là công cụ để con người mưu sinh trong cuộc sống. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần quyết định đối với sự ấm no của một đời người. Xét theo quan điểm của nhân tướng học, thông qua các đặc điểm trên đôi bàn tay, ta có thể luận đoán được phần nào về tính cách, số phận cũng như vận trình công danh, sự nghiệp của chủ nhân trong tương lai. Khi xem bói, thông thường người ta sẽ xem bói đường chỉ tay. Thế nhưng hiếm ai biết rằng chính các kẽ hở trên lòng bàn tay mới là dấu hiệu chính xác nhất phản ánh số mệnh của mỗi người. Chắc hẳn bạn vẫn đang cảm thấy hoài nghi về điều này. Vậy hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu về những bí mật ẩn giấu đằng sau những kẽ hở của bàn tay của chính mình qua chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Trường hợp thứ nhất, giữa các ngón tay đều có kẽ hở. Đây là dấu hiệu của người có tính cách phóng khoáng, dễ vung tay quá chán. Muốn thỏa mãn được tính cách này, bạn phải là người kiếm tiền giỏi, chuyên tâm trong công việc và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Người này dù kiếm được nhiều tiền nhưng lại không giữ được tiền. Họ chỉ coi tiền bạc là vật ngoài thân, hỗ trợ cho cuộc sống của mình. Tuy nhiên, với những người khi đã ép sát bốn ngón tay vào nhau mà vẫn còn kẽ hở rộng, chứng tỏ họ là người tiêu tiền nhiều hơn kiếm tiền, không cân đối được giữa chi tiêu và thu nhập cá nhân. Bên cạnh đó, họ chi tiêu nhiều hơn cũng một phần là do mua đồ cho người thân, chứ không dành tiền sắm sửa cho chính mình. Nếu có tính cách này, bạn nên kiềm chế lại, đừng để đến lúc trắng tay mới hối hận thì không kịp. Trường hợp thứ hai, giữa các ngón tay khít nhau, không có kẽ hở nào. Những người có đặc điểm này thường có cuộc sống hướng nội, cố chấp và bảo thủ. Họ thường không quan tâm đến ý kiến của người khác mà quyết định mọi thứ theo quyết định của mình và chỉ chấp nhận sửa đổi suy nghĩ của mình nếu thực sự thấy nó đúng và hợp lý. Trong công việc, bạn tuy cố chấp, ít tiếp thu hay cho mình là đúng nhưng vẫn làm việc khoa học, tổ chức đâu ra đấy nên tỷ lệ thành công cao. Những người này thường không giỏi ăn nói, giao tiếp hay thể hiện cảm xúc. Dù vậy, trong công việc gia đình, họ rất đảm đang, có trách nhiệm và sẵn sàng gánh vác mọi việc mà không oán thán. Nếu là nữ, bạn chính là mẫu phụ nữ của gia đình. Nếu là nam, họ sẽ là người đàn ông trụ cột. Về đường tài vận, người có đặc điểm này nói chung có cuộc sống ổn định. Tuổi trung niên nhờ chăm chỉ làm ăn mà nguồn tài chính của bạn vững vàng, có của ăn, của để, dư giả hơn người nhưng không đến mức giàu sang, phát đạt. Trường hợp thứ ba, khe hở ở ngón giữa và ngón đeo nhẫn. Đây là đặc điểm của những người ngang bướng, bảo thủ, ưa ngạnh và rất ghét bị người khác dạy bảo, dù là người thân hay bạn bè. Bạn cũng rất ghét ràng buộc và hay đánh giá người khác, ghét làm việc với người mà bản thân cho rằng bất tài, kém cỏi. Tính cách này vừa là ưu điểm, vừa là nhược điểm. Nếu nhìn đúng người, họ sẽ là những cánh tay đắc lực hỗ trợ cho con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu nhìn sai người, không đánh giá đúng năng lực của họ sẽ dễ khiến người khác khó chịu, thậm chí thù hận nên tìm mọi cách để gây hận. Vì vậy, người có đặc điểm này nên cố gắng kiềm chế cái tôi của mình, lại kẻo cả đời bạn sẽ chẳng làm được việc lớn, tiền bạc kiếm được chẳng đáng là bao. Trường hợp thứ tư, ngón trỏ và ngón giữa có khoảng trống khá lớn. Nếu bạn có bàn tay kiểu này, chứng tỏ bạn là người tự do tự tại, ghét sự ràng buộc và không thích làm việc ở một chỗ lâu dài. Trong mọi việc, bạn luôn suy nghĩ chín chắn, thấu đáo, làm việc dứt khoát và rất cẩn thận. Về con đường sự nghiệp, bạn luôn quan điểm làm một nghề cho chắc, còn hơn biết làm trăm nghề. Vì vậy, nếu kiên định với quan điểm này, chắc chắn ngoài 40 tuổi, cuộc sống của bạn sẽ sung túc, bổng lộc đầy nhà. Con đường tình duyên, cuộc sống hôn nhân của bạn cũng hạnh phúc ngập tràn.
mặc dù đôi khi có những lúc tranh chấp, cãi vã, nhưng chẳng mấy chốc mà làm lành. Trường hợp thứ 5, kẽ hở giữa ngón tay, đeo nhẫn và ngón út. Người có bàn tay thế này rất đề cao ý kiến cá nhân nên ít nghe theo lời khuyên bảo của người khác, kể cả người thân. Họ thích làm theo ý mình nên dễ mắc sai lầm và không được lòng mọi người xung quanh. Do đó, trong công việc thường gặp nhiều thị phi, không mấy tiến triển, lương trung bình. Trong tình yêu, hôn nhân thì vì tính cách bảo thủ, ích kỷ mà hay xảy ra mâu thuẫn, bất đồng quan điểm. Trường hợp thứ 6, khe giữa và ngón áp út là người sống tự do, thoải mái. Người có đặc điểm này cũng rất yêu thích sự tự do, thoải mái nhưng lại sống khá tùy hứng, thích làm theo những điều bản thân mình mong muốn. Sự tham vọng sẽ giúp người này càng làm việc ở xa nhà thì bạn càng chóng giàu và thành công. Tuy nhiên, sự bồng bột, phóng túng nên họ luôn hành động bộc phát không theo kế hoạch, thích phiêu du nên cuộc sống sự nghiệp, tình cảm sẽ gặp nhiều trắc trở. Vậy nên, nếu có đặc điểm này, bạn hãy biết phấn đấu làm việc từ khi còn trẻ. Đừng để qua tuổi trung niên mới làm giàu mà về già sẽ chẳng có một xu dính túi. Quý vị thân mến, chỉ cần tinh tế một chút và quan sát kỹ càng đôi tay của mình, bạn đã mở ra một phần cánh cửa tương lai để chủ động nắm bắt cơ hội tốt cho bản thân. Các nhà nhân tướng học có chia sẻ rằng, bàn tay là nơi hội tụ nhiều đặc điểm thể hiện sự thịnh vượng và giàu có của con người, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần có 6 đặc điểm này thì xác định cuộc sống thăng hoa rực rỡ. Không những được quý nhân phù trợ mà ngày càng phát tài. Dù đường chỉ tay sẽ thay đổi theo thời gian, thì đối với 6 đặc điểm này, nếu sinh ra đã có thì sẽ tồn tại mãi mãi. Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu xem đó là đặc điểm nào. Dấu hiệu thứ nhất là nốt ruồi phía trên mu bàn tay. Nốt ruồi xuất hiện ở trên mu bàn tay là một sự may mắn trời cho. Những người có đặc điểm này thì được sống trong sự giàu có, sung túc. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, nếu ai có đặc điểm này thì từ bé không chỉ được bố mẹ yêu thương, cưng chiều mà đến lớn cũng được mọi người xung quanh chăm sóc, lo lắng. Có thể nói, cuộc đời của những người có đặc điểm này là con đường toàn hoa hồng, nhẹ nhàng và ít gặp khó khăn. Hậu vận, bất kể họ làm việc gì cũng đều gặt hái được nhiều thành công. Không những thế, lại có thể an nhàn, tận hưởng cuộc sống giàu có, sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Dấu hiệu thứ hai là trên ngón cái có vân phụng nhãn. Vân phụng nhãn còn gọi là vân mắt vượng, vân khổng tử, phụ tử, nằm giữa ngón tay cái, được tạo nên từ hai vết lằn trên giữa ngón tay tạo thành hình con mắt. Người sở hữu vân này sẽ được hưởng một đời sống an nhiên, tự tại, sang giàu phú quý, không gì có thể sánh được. Phần lớn những người này có xuất thân tốt hơn, thông minh xuất chúng, đường học hành thi cử trải đầy hoa hồng, cuộc sống thuận nhiều hơn nghịch. Bật mí một điều, đây là một trong những biểu tượng cát tường. Nếu tay trái sở hữu vân phụ mãn, tức bản mệnh có giác quan thứ 6, chỉ giác vô cùng nhạy bén. Ngược lại, vân phụ mãn nằm ở tay phải, nghĩa là bản mệnh có tài trong việc giải quyết các rắc rối, lo toan, đem lại cuộc sống đích thực vui vẻ, an nhiên. Trong trường hợp cả hai bàn tay đều sở hữu thì điều tốt nhân gấp bội, giành lợi song toàn. Nhờ phúc phần của người có tướng tay này mà gia đình được nương nhờ rất nhiều. Dấu hiệu thứ ba là lòng bàn tay có đường đoạn trưởng. Đường đoạn trưởng là đường chỉ tay kéo dài từ đầu này sang đầu kia của bàn tay, tạo thành đường thẳng, ngang dài, thực chất là sự tiếp nối, kéo dài và hợp nhất lại của đường trí tuệ và đường tình cảm. Xác suất để sở hữu đường đoạn trưởng là rất thấp. 100 người may ra mới có một. Người may mắn sở hữu tướng tay này sẽ thực sự thăng hoa trên vận trình công danh, sự nghiệp lẫn hôn nhân tình cảm. Những người này đa phần đều có tư duy sắc bén, nhạy cảm, quyết đoán, bản lĩnh, kiên cường, lại nhanh nhạy trong việc nắm bắt thời cơ. Nhưng phải bước vào tuổi trung niên, bản mệnh mới thực sự có chỗ đứng vững vàng trong sự nghiệp. Đồng thời, cuộc sống hôn nhân cũng đong đầy hạnh phúc. Càng về hậu vận, những người này càng trở nên uyên bác, tình anh, biết cách tạo ra cuộc sống thực sự ý nghĩa cho mình. Dấu hiệu thứ tư là tay giống như củ gừng khô, là có tướng thịnh vượng. Bàn tay giống như gừng khô chủ yếu nói về khả năng, năng lực cầm nắm của tay. Gừng mang dương khí rất nặng, hơn nữa lực mạnh yếu khi bắt tay nằm ở tính dương của gan. Điều này cho thấy vận khí của bạn rất tốt và thịnh vượng. Tay nam giới như vậy cho thấy bạn có khả năng giải quyết công việc tốt hơn, có năng lực, sự nghiệp, không ngừng phát triển, dám đối mặt với khó khăn, mạo hiểm,
thích hợp cho đầu tư kinh doanh và có thể bắt đầu từ tay trắng. Mặc dù có những kẽ hở ở giữa ngón tay cái và ngón trỏ trên tay, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến vận khí. Dấu hiệu thứ 5 là lòng bàn tay có nhiều đường tiền bạc. Những đường chéo xuất hiện ở cốc ngón tay đeo nhẫn được gọi là đường tiền bạc. Người nào sở hữu càng nhiều đường tiền bạc thì tài vận càng vượng, tiền kiếm được càng nhiều. Trong công việc, họ là người tài năng, giỏi giang, được cấp trên tin tưởng. Người sở hữu nhiều đường tiền bạc thường là những người tài không đợi tuổi, sự nghiệp thăng tiến. Không chỉ vậy, người có đường chỉ tay này thường có phúc đức từ tổ tiên để lại. Phụ nữ thì có số phượng phu sẽ lấy được người chồng giàu, thành đạt. Đàn ông thì gặp nhiều may mắn, quý nhân phù trợ. Dấu hiệu thứ 6 là ba đường chỉ tay tạo thế chữ M. Theo nhân tướng học, người có đường chỉ tay hình chữ M là người có tướng lãnh đạo với tài năng thiên bẩm, có thể gây dựng được sự nghiệp lớn. Họ còn là người giỏi giao tiếp, luôn trực nghĩa, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh và là đối tác đáng tin cậy trong bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào. Trên thực tế, đường bàn tay chữ M được hình thành từ các đường chỉ tay, tam đạo, sinh đạo và trí đạo. Các chuyên gia nhân tướng học cho biết rằng số lượng người có đường chỉ tay này rất hiếm có. Do đó, họ trở thành dấu hiệu của người đặc biệt và có những tài nhất định. Đừng bao giờ có ý định đùa cợt với những người có đường chỉ tay chữ M vì họ có trực giác tốt, phát hiện ra những điều giả dối rất nhanh và thường sau đó thì khó lòng lấy lại được niềm tin từ họ để họ có thể tha thứ. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.